Hoàng Lân xin kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Lân. Hôm nay Hoàng Lân lại vừa ghép cho các bạn và quý vị một cái bộ rất là hay nhé. Gồm có một chiếc áo phông cá sấu Mexico, có giá bán là 680.000, sản xuất Hoàng Lân. Và một chiếc quần kaki ngắn, kaki short, chất vải kaki Nhật, hiện có giá bán là 350.000. Hoàng Lân tạm che đi cái logo của nó nhé, vì có thể nó có bản quyền về hình ảnh. Một bộ phối ghép rất chất, tổng giá trị không đáng là bao, nhưng rất đẹp. Áo màu đen kết hợp với quần màu ghi sáng, phong cách cổ điển nhưng rất mạnh mẽ, rất khỏe, đẹp. Theo Hoàng Lân đây là một cái phối ghép rất hay, một cách phối ghép rất là cơ bản. Thường thường áo đã màu sẫm, quần phải màu sáng, hoặc nếu đã quần màu tối thì áo phải sáng hơn quần. Đấy là một nguyên tắc phối ghép. Sau nữa chúng ta ghép thường áo phông, nó có thứ nhất khỏe khoắn và gọn gàng rồi, thì lên với quần bò, quần kaki hoặc quần short ngắn như thế này rất đẹp nhá. Áo phông có thể mặc với quần Âu cũng được, nhưng mà nó không hợp lý lắm. Quần Âu vốn là một cái trang phục có tính chất là lịch sự, thì thường người ta kết hợp với sơ mi rất là đẹp. Thế còn là áo phông thì lên phối kết hợp với quần kaki, quần bò, nó cùng một cái tông khỏe khoắn, thời trang một chút và có tính chất là thể thao một chút. Các bạn nhìn cái áo phông cá sấu màu đen đẹp không? Sợi của nó dệt gai to nhé, gai rất to, nổi gồ, rất chất. Cái này là hàng Mexico được sản xuất tại Thái Lan đây, 680.000, rất tốt, rất chất. Quần 350.000, chất liệu quần sát thì người ta không may dày lắm nhé, độ dày vừa phải thôi. Nhưng mà cái vải kaki Nhật của nó rất là mềm, rất đanh. Vải của nó, màu của nó rất đẹp nhé, rất chất, rất đanh, rất tốt. Tổng thể một bộ phối ghép rất ăn ý, hơi hướng cổ điển nhưng rất đẹp. Áo 680.000, quần 350.000, rất chất và giá trị không đáng là bao. Nếu các bạn và quý vị có nhu cầu mua nhé, thì hãy liên hệ một lần theo số điện thoại sau. Thủ tục mua rất đơn giản, chúng ta không phải đặt cọc, không phải chuyển khoản, chỉ cần cho Hoàng Lân biết địa chỉ là sẽ ship tới tận nơi. Xem hàng đẹp thì chúng ta mới phải trả tiền cho người giao hàng. Hôm nay Hoàng Lân ghép mẫu cho quý vị và các bạn tham khảo. Quý vị thấy hay thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nhé, và hãy đăng ký kênh để tiếp tục và chúng ta theo dõi những video sau. Hoàng Lân sẽ tiếp tục giới thiệu các mẫu quần áo, giá cả, chất lượng, xuất xứ, cách phối ghép, cũng như là đánh giá về cái gu, cũng như là về những câu chuyện là thời trang. Cảm ơn các bạn và quý vị đã theo dõi.